Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 năm Mạng, năm 2022, lúa chín cuối đầu. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã được phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Tuy nhiên, cũng có những mệnh chủ thì luôn gặp những khó khăn và trắc trở trong cuộc sống và phải bước vào trung vận thì mới hy vọng giàu có lên được. Kính thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 năm Mạng trong dịp đầu năm Nhâm Dần, thì việc xem tử vi đầu năm mới là một việc rất quan trọng trong cuộc sống, đúng không ạ? Đó đồng thời cũng chính là một nét đẹp của văn hóa người Việt Nam mỗi độ Tết đến xuân về từ xưa đến nay. Xem tử vi cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 năm Mạng trong năm 2022 đều có thể thu được những kinh nghiệm quý giá về vận khí trong tương lai. Và thông qua những phần luận giải tử vi chính xác chi tiết sẽ giúp cho bạn có được những hành động cụ thể phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Chẳng hạn như là nếu gặp may mắn phát đạt thì nên cố gắng nỗ lực để có thể thâu thu được nhiều thành quả hơn. Và nếu như gặp mạo hiểm thì chúng ta không nên đầu tư cũng như là làm việc một cách rất là cẩn thận, hạn chế mù quáng trong năm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần luận giải chi tiết cho tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn thấy được vận mệnh của mình trong năm 2022. Từ đó quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn để có thể thu được tài lộc và may mắn hơn nữa. Và đặc biệt là thầy cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Canh Ngọ Nam Mạng trong năm 2022 này về những vận hạn xui xẻo bùa vây khiến cho cuộc sống của bạn có thể đi vào bế tắc. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 Nam Mạng, hạ bớt cái tôi, đời thôi tai họa. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 Nam Mạng vẫn sẽ có nhiều diễn biến tốt đẹp. Trong năm nay, nhờ tam hợp thái tuế, năm dần, mà những người này sẽ được phù hộ và chiếu cố. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 Nam Mạng, hung cát, hung vận, quan phù, ngũ quỷ, cát vận, tam hợp, kim quỹ và tướng tinh. Tổng quan, tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 Nam Mạng vẫn sẽ có nhiều diễn biến tốt đẹp. Trong năm nay, nhờ tam hợp thái tuế, năm dần, mà những người này sẽ được phù hộ và chiếu cố. Trong đó đường sự nghiệp và sức khỏe lại có các tinh tọa mạng, bởi vậy mà vận trình càng thêm suôn sẻ. Tuy nhiên, do có hung tinh quan phù và ngũ quỷ ảnh hưởng, tạo thành trở ngại ngáng đường. Vì vậy, bạn cũng cần phải đề phòng bị tổn hại trong năm nay, thì thầy Gia Cát có khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải những đại hạn trên. Kim bài thái tuế là vật phẩm phong thủy chuyên để nghênh đón thái tuế. Mặt trước có in hình thái tế tinh quân của năm Nhâm Dần là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, mặt sau là lệnh phù thái tuế của năm 2022 Nhâm Dần. Sử dụng kim bài thái tuế đặt trong túi, trong ví hoặc sau ốp điện thoại để cả năm được may mắn và bình an. Sự nghiệp, vận trình sự nghiệp tuổi 1990 trong năm 2022 sẽ đặc biệt phát triển mạnh mẽ với sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn kim quỹ và tướng tinh, lại có thái tuế giúp đỡ, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm nay, công việc của bản thân cũng có được bước đột phá mới. Tuy nhiên, đối với người ở nơi làm việc, dù được phúc khí bao bọc, nhưng bạn cũng không thể tỏ ra thái độ quá hám danh, tự cao, tự đại, nếu không sẽ dễ thu hút những kẻ xấu về mình, không có lợi cho việc phát tài, phát lộc. Tài vận, trong năm 2022 Nhâm Dần, đường tài lộc của những người cầm tinh con ngựa sẽ rất lạc quan. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn kim quỹ, bạn sẽ có đường tài lộc rộng thênh thang trong năm nay, thu nhập gia tăng, lợi nhuận rất tốt. Đồng thời, vận khí tam hợp cũng giúp cho bạn được thần tài trợ lực, mặt đầu tư tài chính tương đối khởi sắc. Thường có thể kiếm được rất nhiều tiền trong cổ phiếu hoặc ngân sách, rất đáng hài lòng. Để kích hoạt thêm tài lộc và giúp cho con đường công danh sự nghiệp được hanh thông thuận lợi trong năm 2022 Nhâm Dần, thầy Gia Cát khuyên những mệnh chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, được khắc lục tự Đại Minh Chú kèm theo thần chú Bát Nhã Tâm Kinh.
mang vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, đồng thời khai sáng trí tuệ, khiến cho con đường tài lộc và sự nghiệp được hanh thông và thuận lợi. Tình cảm, tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nam mạng, có vận trình tình duyên năm nay khá tốt. Với sự trợ giúp của tam hợp, mối quan hệ vô cùng vượng cho tình yêu và hôn nhân. Hầu hết những người này sẽ có thể gặp được định mệnh của đời mình trong năm nay. Đặc biệt là những người độc thân, nhân duyên của bạn sẽ tăng lên rất nhiều trong năm Dần. Được người khác giới ưu ái, vận đào hoa, vô cùng vượng phát. Vì vậy tuổi 1990 hãy càng thêm mạnh dạn, chủ động hò hẹn, trò chuyện với người khác phái để tăng thêm cơ hội. Còn với người đã kết hôn hoặc bạn đời, có mối quan hệ với nửa kia rất hòa hợp. Tình cảm vợ chồng ổn định, về cơ bản không bị các yếu tố bên ngoài can thiệp quá nhiều. Sức khỏe, vận trình sức khỏe tổng thể của những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 cũng rất tốt. Với sự trợ giúp của Thái Tuế, con giáp 32 tuổi này có năng lượng tinh thần tuyệt vời. Trong năm Dần, dù làm gì, họ cũng có động lực và nhiệt huyết hơn hẳn. Tuy vậy, Canh Ngọ là những người dễ sa vào các thú vui hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh. Nam tuổi Ngọ nên hạn chế sử dụng các chất kích thích. Thay vào đó, hãy tăng cường rèn luyện thể dục, tham gia vào các trò chơi thể thao nhiều hơn và ăn uống điều độ. Như vậy, bệnh tật sẽ hiếm khi mới tìm đến bạn. Chính vì thế nên thầy Gia Cát khuyên những mệnh chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để tăng cường sức khỏe, hóa giải những hung tinh của năm mang lại cho gia chủ tuổi Canh Ngọ những bình an và may mắn. Vòng tam hợp được chế tác dựa trên bộ tam hợp quý nhân của gia chủ tuổi Canh Ngọ. Hơn nữa, vòng được thầy Gia Cát khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Canh Ngọ, giúp cho vật phẩm phát huy được công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi từng tháng, tử vi tuổi Canh Ngọ theo từng tháng âm lịch năm 2022 sẽ được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, trong tháng riêng Tân Xuân, tuổi Canh Ngọ có Thái Tuế trợ vận nên vận trình tương đối tốt, đặc biệt là về mặt tình cảm. Hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít. Tháng 2, tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022, nhận thấy trong tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi 1990 khá khả quan, được thúc đẩy bởi các ngôi sao tốt lành và sự nghiệp của họ. Nhiều người có thể nhận được phần thưởng cao quý trong tháng này, đặc biệt, đối với một số bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhờ đạt được công trạng và thành tích tốt mà cuối tháng, bạn có thể nhận thưởng, tăng lương hoặc được sếp khen ngợi. Tháng 3, vận trình tuổi Ngọ trong tháng này tương đối mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của Kim Quỹ, bạn có cơ hội gặp được một số quan chức xuất sắc để có thể kết giao trong tháng này. Và sự nghiệp tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi mà có quý nhân phù trợ. Vì vậy, tháng 3 chắc chắn là tháng may mắn đối với tuổi Canh Ngọ. Bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội, thể hiện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, mặt khác cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình. Dù may mắn đến mấy, cũng không nên lộ liễu quá. Nếu không, sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ vì quá chướng mắt và sẽ gây rắc rối cho chính bạn. Tháng 4, vận thế tuổi Ngọ 1990 nam mạng không phải là lý tưởng trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh, tinh thần của bạn dễ bị mắc chứng trầm cảm hoặc là suy sụp trong tháng này. Với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bạn không có sức lực để tập trung vào công việc, khi làm gì cũng thiếu đi sự tự tin và tích cực. Điều này dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục ập đến. Vì vậy, người tuổi Ngọ nên điều chỉnh bản thân trong tháng này, đừng để cho những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Tháng 5, nhân duyên những người sinh năm 1990 có thể gặp chút khó khăn trong tháng này. Bị ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy hơn, hẳn sẽ không tránh khỏi cãi vã hay là xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt trong tháng này, thậm chí còn thu hút một số tiểu nhân cho mình tai họa. Vì vậy, tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nam mạng khuyên những người cầm tinh con ngựa nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng trong cuộc sống, chớ nên kiêu ngạo, nếu không dễ rước họa vào thân. Tháng 6, Canh Ngọ có sự phát triển sự nghiệp tương đối mạnh mẽ trong tháng này. Với sự giúp đỡ của các tinh và Thái Tuế, cơ hội làm việc cho những chú ngựa trong tháng này cũng tăng lên. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện. Bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ trong tháng này, chắc hẳn bạn sẽ đạt được những kết quả phi thường trong tháng 6.
tháng 7. Vận trình sức khỏe Canh Ngọ trong tháng này khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của Thái Tuế, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định. Về cơ bản, bạn sẽ không có bệnh tật hay là cảm lạnh. Không chỉ vậy, Canh Ngọ cũng rất sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng, công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn. Điều đó thực sự tuyệt vời. Tháng 8. Trong tháng 8 năm 2022, các mối quan hệ xã hội của những con ngựa được cải thiện trong tháng này. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn tướng tinh, sức hấp dẫn người khác của tuổi ngọ rất thịnh vượng, bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để Canh Ngọ phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn có thể đi ra ngoài tham quan nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Tháng 9, vận đào hoa của những người tuổi ngựa trong tháng này rất mạnh. Với sự trợ giúp của các tinh, vận tình cảm của bạn phát triển rất tốt trong tháng này, đặc biệt là mối quan hệ giữa Canh Ngọ và bạn đời sẽ trở nên ngọt ngào, thân thiết. Những người đang yêu sẽ có cơ hội thắt nút cho tình yêu của mình bằng một đám cưới rực rỡ. Tháng 10, tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nam mạng cảnh báo. Vào tháng 10 năm 2022, tài vận của những người tuổi Ngọ có phần sa sút. Bởi lẽ, ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên. Bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt nghiêm trọng. Bởi vậy, tử vi số khuyên bạn nên học cách tiêu dùng hợp lý, không được quá xa hoa, nếu không sẽ gây bất lợi cho tài vận của chính mình. Tháng 11, vận may tổng thể của bạn chỉ đạt mức trung bình, phát triển thường thường. Song tháng này, được cái tuổi ngọ không phải chịu ảnh hưởng bên ngoài tác động quá lớn, lại được Thái Tuế bảo hộ cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản không gặp phải vấn đề gì. Tháng 12, trong tháng cuối năm này, bạn sẽ tương đối bận rộn, thời điểm cuối năm đang đến gần. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 chắc chắn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn. Vì vậy, nhắc nhở con giáp này nên chú ý kết hợp nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi, nếu không phải nghỉ dưỡng bệnh, dưỡng ốm thì còn mất thời gian và làm đứt đoạn tiến trình công việc nhiều hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới và có thể xây dựng cho mình được một kế hoạch trong năm 2022 nhâm dần hoàn hảo hơn, tuyệt vời hơn. Chúng tôi chúc tất cả quý vị sẽ được thành công và may mắn trong những dự định trong tương lai. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.